anh ấy về nhà thì hay bị vợ nói là suốt ngày chỉ cầm điện thoại thôi, hoặc là ngay cả đi trên xe chở vợ con đi làm và đi chơi mọi thứ thì hầu như đa phần lúc nào cũng là nghe điện thoại. Giải tỏa bớt căng thẳng để mà em không có phải nghe anh chửi khi anh làm việc ở nhà. Thực sự luôn, anh chửi rất là nhiều luôn. Những khi anh đi công tác á, thì sẽ đặt đồ ăn giúp anh. Tại vì anh, mặc dù anh làm bên công nghệ nhưng lại rất là mù công nghệ. Rất là mù công nghệ. Mình cũng thấy rất là biết ơn là hai vợ chồng lại cùng làm trong một công ty. Nên là FPT đối với anh Thắng và đối với mình là một phần của cuộc sống rồi. Trước kia mình có tìm hiểu nên thấy môi trường của FPT chắc là sẽ phù hợp với cái tính cách cũng như là cái phong cách của bà xã. Mình hoàn toàn ủng hộ và nghĩ rằng bà xã chắc cũng sẽ gắn bó một cái chặng đường rất là dài với FPT. Chị mà có chồng làm FPT, khi mà đi đâu á, mọi người hỏi là chồng làm ở đâu, nói là chồng làm ở FPT là hầu như ai cũng biết hết, không cần phải nói gì thêm nữa hết. Tại vì nó quá nổi tiếng rồi, cho nên là khi mà mình nói ra thì ai cũng biết, mình cũng cảm thấy rất là tự hào. Tôi thấy con mình ấy, thì không có thời gian cho bản thân. Thì hiện tại công việc của anh ấy đang rất là bận, đi lại công tác ở Hà Nội rất là nhiều, thời gian có thể là 1 đến 2 tháng, nên hầu như là anh không thể chăm lo cho việc nhà của mình được. Anh Sơn đã làm việc rất là nhiều, có thể nói là làm việc quên mình luôn á. Những ngày rảnh, ngày thường thì ảnh nghiên cứu công nghệ, những cái mới lạ. Còn một khi mà khách hàng mà phát sinh sự cố là gọi lúc nào là ảnh ngày cũng như đêm, ảnh đều làm việc rất là nhiệt tình để hỗ trợ khắc phục sự cố cho khách hàng càng sớm càng tốt. Đó là cái tiêu chí đầu tiên trong cái công việc của anh Sơn. Ảnh đi làm về thì bị tai nạn nhưng mà không có nói cho vợ biết, cũng rất là khuya rồi thì chị cũng rất là lo, là không biết là tại sao hôm nay lại về muộn như vậy mà gọi điện không được. Thế là đến khá muộn thì thấy ảnh lết về, người thì máu me rồi, quần jean là rách hết. Lúc đó cảm xúc của chị là rất là sợ. Đến bây giờ nghĩ lại chị vẫn cảm thấy là rất là run trước cái hoàn cảnh lúc đấy. Rộn thì mình cũng rất là bình thường thôi. Thì đấy, về những hôm mà bận là vào bếp thay bà xã cũng nấu nướng cũng tạm tạm, nên là cái sự chia sẻ thì từ trước nay hai vợ chồng vẫn có thể luân phiên cho nhau được, nên cái đấy nó không có gì đáng để bận tâm cả. Ban đầu thì mình cũng bực mình lắm vì đi đâu cũng ba mẹ con thôi, đôi khi cũng cảm thấy cô đơn. Những lần anh đi làm tỉnh thì chị cũng có ở nhà một mình với con thôi. Có lần cô giáo gọi điện bảo là con bị bệnh, bị lả người đi, thì chị rất là lo và vội vàng chạy về rất là nhanh, mà lúc đó đường thì kẹt xe nữa, thì chị cũng không biết sao mà chị lại đi ngược đường á, thì để vượt qua cái con đường đang kẹt đó để về nhanh nhất có thể với con mình á. Thì lúc đó cảm thấy rất là tủi thân á. Chị cũng không biết sao nữa, nhưng mà lúc đó chị nghĩ là chẳng may mà mình bị cái gì đấy thì con mình không biết sao. Chị đưa con đi bệnh viện hay gì đấy cũng có một mình thôi. Thì mình cảm thấy là anh đang thiên về công việc nhiều hơn là lo chăm lo cho gia đình. Nhưng mà mỗi tối anh vẫn tranh thủ được một xíu thời gian để chăm lo cho hai mẹ con. Đặc biệt là cuối tuần thì anh sẽ dành ra cho một ngày để chở bé đi chơi. Tiêu chí cuộc sống gia đình mình là phải cân bằng đấy. Lúc này ta có thể nhìn cho công việc, nhưng lúc sau thì công việc nó nhàn hơn thì ta phải tìm cách để ta bù lại. Người phụ nữ ngoài công việc gia đình ra, vun đắp, vun vén gia đình, lo cho chồng con, thì còn phải để đảm nhận tốt cái vai trò công việc tại FPT thì đó là một cái sự nỗ lực rất là nhiều. Anh Lương á, là được cái là anh là một người rất là nhiệt tình cho công việc nhưng mà cũng rất là có trách nhiệm với mẹ con, với gia đình. Thì những cái thời gian mà ngoài công việc á, là hầu hết là anh đều dành cho gia đình á, nên chị cảm thấy cũng rất là yên tâm. Vì con đã dành cái
mua các phụ kiện để coi giúp đỡ gia đình, chẳng hạn như mua robot rồi là mua máy rửa chén đĩa là để giúp cho bố mẹ thay cho việc mà con cái phải đấy dành thời gian nhiều hơn cho công việc. Một cái tập đoàn lớn như thế được lọt vào top 100 thì cũng là cũng bất ngờ đấy, nhưng mà nghĩ rằng là tôi thì cũng là một cái niềm vinh dự cho gia đình. Để được vinh danh như thế đó là niềm tự hào lớn của bố mẹ khi con mình đã hoàn thành những nhiệm vụ mà được FPT giao phó. Thì mình cảm thấy rất là tự hào vì những cố gắng của anh đã được công ty ghi nhận. Nói chung là khá bất ngờ, tại vì chị nghĩ là FPT thì rất là nhiều người tài, rất là nhiều người giỏi. Mà anh Lương được lọt vào đấy thì đó là một cái điều rất là may mắn. Điều đó là đối với chị là một người vợ thì chị rất là hãnh diện. Như là một người nổi tiếng luôn á, ảnh như một người nổi tiếng luôn. Bà xã cố gắng làm việc hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao trong cái năm mới của công ty, góp một phần nhỏ vào cái chuỗi thành công của FIT nói riêng và của cả hệ thống FPT nói chung. Chỉ nhắn nhủ đến anh một điều là cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình, giữ sức khỏe, bớt đi nhậu lại để duy trì được sức khỏe tốt thì mới giữ được cái nhiệt huyết đối với công việc và sẽ còn vượt qua nhiều những cái thử thách tiếp theo trong tương lai. Mặc dù đây là cái công việc yêu thích của anh, nhưng mà anh phải để ý tới cái sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn, hạn chế hút thuốc lại nè, giải tỏa bớt căng thẳng để mà em không có phải nghe anh chửi khi anh làm việc ở nhà. Thực sự luôn, anh chửi rất là nhiều luôn. Em và con luôn bên cạnh để ủng hộ cho anh hết mình. Mẹ ơi, đang hút thuốc nữa. Hút thuốc thì nghĩ sao con? Đi làm thở. Ừ, giỏi vậy ta. Khi con đi làm ở FPT Korea, thấy công việc áp lực như thế mà được vinh danh trong top 100 cũng là niềm vinh hạnh. Nhưng khi thấy con công việc áp lực lớn, đi làm về huyết bám đầy người, vào đến nhà bệnh máy đỏ sưởi lên, huyết chảy ra, huyết sủng quần áo đi, nó những cái đó trăn trở của bố mẹ. Nghĩa là môi trường làm việc khắc nghiệt như thế mà con đã hoàn thành tốt, đó là niềm tự hào lớn của bố mẹ. Chúng mong như hết lòng về công việc tận tụy, nhưng luôn luôn phải giữ sức khỏe. Ba mẹ tự hào về con. Với FPT thì anh nghĩ là top 100, nhưng mà đối với gia đình thì anh nghĩ là number 1.